Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony nha. Thì hiện tại bây giờ là sáng chủ nhật, chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày chủ nhật an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc bên người thân nha. Thì trong cái phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, ngày 16 tháng 5 năm 2021, 9 giờ sáng tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Tony xin phép được chia sẻ ba cái nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, cuối cùng thì cảnh sát ở Mỹ cũng đã tìm được chú cọp, con cọp và nghi phạm giết người ở Mỹ. Rồi nội dung thứ hai, lãnh đạo của đảng Cộng hòa đã lên tiếng nói chú Bảy zero năng lượng so sánh với tổng thống Trump. Nội dung thứ ba, hai thành phố của nước Trung Quốc đã chìm trong lốc xoáy, hàng trăm người bị thương và hàng chục người bị tử vong. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời các bạn theo dõi nhé. Bây giờ thì Tony sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất bên ngoài nước Mỹ trước các bạn nhé, đó là nước Trung Quốc. Thì trong cái thời gian vừa qua các bạn biết rồi, nước Trung Quốc nổi tiếng rầm rộ tại vì đã coi như làm cho cả thế giới ảnh hưởng bởi cái con dịch vật. Bây giờ thì ngày hôm qua, hai cơn lốc xoáy đã tàn phá thành phố Vũ Hán và một thị trấn ở tỉnh Giang Tô và đã khiến cho ít nhất hơn 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Thì theo như tờ báo Tân Hoa Xã của nước Trung Quốc, tỉnh Hồ Bắc có 8 người thiệt mạng và 280 người bị thương sau khi cơn lốc xoáy quét qua cái quận Kadian vào lúc khoảng 9 giờ đêm giờ địa phương ngày hôm qua. Và cơn lốc làm sập và hư hại hàng trăm ngôi nhà cũng như hai cái chiếc mà cần cẩu lớn nặng khổng lồ và khoảng 8.000 mét vuông tại các công trình đang xây dựng ở tại cái thành phố Vũ Hán này. Và có một người dân nói như thế này nè các bạn: tôi lớn lên tại Vũ Hán và chưa từng chứng kiến những cái cơn lốc xoáy nào mà nó như thế này. Dạo này gần đây thời tiết của nước Trung Quốc, đặc biệt là thành phố Vũ Hán khắc nghiệt quá, làm cho ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại nơi này. Đó, thì tại thị trấn Jiangsu, tỉnh Giang Tô đã có 4 người thiệt mạng và 149 người bị thương sau khi một cái cơn lốc xoáy nó cũng đã càn quét qua khoảng 7 giờ đêm giờ hôm qua. Lực lượng cứu hỏa cho biết cái trận gió đã làm hư hại các cơ sở điện, làm sập các công trình nhà máy. Nói tóm lại thì hai cơn lốc xoáy này nó đã càn quét hai cái thành phố của nước Trung Quốc, coi như là tan thành bình địa đó các bạn nhé. Rồi đó là nội dung thứ nhất. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai mà trong mấy ngày vừa qua coi như rất là nhiều người đang hoang mang là không biết chú cọp này đi đâu rồi, chú cọp này đang ở chỗ nào. Mọi người sợ đó, các bạn đang lỡ đi ra ngoài đường gặp chú cọp rồi sao, nó rượt chạy mất dép, rượt chạy súc quần rồi sao. Cuối cùng thì cảnh sát của thành phố Houston cũng đã tìm được chú cọp rồi các bạn ơi các bạn à. Tức là một cái tin vui cho người dân và cái tin vui cho chú cọp luôn, tại vì chú cọp này hiện tại bây giờ đã được đưa vào cái sở thú của thành phố Houston rồi nè các bạn. Sau đây mời các bạn nghe chi tiết nhé. Thì vào ngày hôm qua, cảnh sát của thành phố Houston, tiểu bang Texas, Mỹ đã cho biết là họ đã tìm thấy cái con cọp này tên là Bengal, 9 tháng tuổi, đã bị mất tích trong mấy ngày vừa qua với một cái nghi phạm. Và cái nghi phạm này là đang bị tại ngoại để mà chờ ngày hầu tòa. Nghi phạm này là mang tội giết người đó các bạn, nhưng mà cuối cùng thì người ta đã bắt được luôn cả nghi phạm rồi các bạn. Bây giờ thì nghi phạm này không có được quyền tại ngoại hầu tòa nữa mà phải ở luôn trong tù cho đến ngày chờ ra tòa luôn. Thì cái câu chuyện nó xảy ra như thế này nè các bạn. Thì cách đây mấy ngày có một người thấy một chú cọp đi lãng vãng ở bên ngoài đường, người ta gọi 911. Thì khi mà người ta gọi 911 lại á, thì chú cọp đó đã được cái nghi phạm này đưa lên xe và tẩu thoát rồi. Thì nói nôm na là cái người nghi phạm đó là chủ của cái con cọp này. Mà theo cái lực ở thành phố Houston cũng như tiểu bang Texas á, thì không có quyền được nuôi cọp là coi như thú vật đâu các bạn nhé. Tại vì người ta có thể bắt các bạn là điều thứ nhất, và người ta có thể phạt tiền các bạn là điều thứ hai. Tại vì cọp không phải là một cái loại thú vật để mà mình nuôi theo cho vui đó các bạn, không. Ok, thì cuối cùng thì cái người nghi phạm Victor Hugo này 26 tuổi đã coi như bị bắt và hiện tại bây giờ đang bị giam giữ. Còn chú cọp thì tìm thấy thì đã được đưa vào sở thú của thành phố Houston. Thì đây cũng là một cái tin vui cho người dân, trong đó có cả luôn Tony. Tại vì không biết mà đang đi lững bững ngoài đường nó được chạy xúc dép xúc quần là mệt lắm á. Bây giờ trên ở không còn cái gì dính thân nữa, chỉ còn cái quần thôi mà bị mất là mạnh lắm đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba. Nội dung này nó rất là coi như gây cấn hấp dẫn này các bạn. Thì trong một cái buổi phỏng vấn trên đài Fox News, 3 người lãnh đạo của đảng Cộng hòa tại Hạ viện đứng hàng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba đã lên tiếng nói và chỉ trích chú Bảy là như thế này. Mời các bạn nghe nhé. Thì người thứ nhất, ông này tên là Kevin McCarthy, trong một cái buổi phỏng vấn với đài Fox News, thì ông McCarthy đã nói như thế này: tôi biết chú Bảy này từ lâu rồi và ông ấy không có một cái năng lượng như cựu tổng thống Trump là điều thứ nhất, và ông ấy không có một cái gì gọi là tài năng gì như cựu tổng thống Trump là điều thứ hai. Và tôi đã gặp chú Bảy tại Tòa Bạch Ốc cách đây 2 ngày, đó là vào ngày 12 tháng 5, và đây là một cái cuộc gặp gỡ đầu tiên kể khi mà chú Bảy lên cái chức tổng thống. Nhưng mà thật sự thì tôi đã biết ông ấy từ lâu, ông ấy không có tài năng và không có một cái năng lượng gì nếu mà so sánh với cựu tổng thống Trump. Đó là những gì mà ông Kevin McCarthy đã nói trong cái cuộc phỏng vấn với đài Fox News vào tối hôm qua. Bên cạnh đó, ông McCarthy này còn cho biết thêm như thế này: cựu tổng thống Trump không cần phải ngủ 5 tiếng mỗi ngày, mỗi đêm, và cựu tổng thống Trump lúc nào cũng bận rộn. Nếu ai đó gọi điện thoại thì cựu tổng thống Trump sẽ là người bắt máy trước khi nhân viên bắt máy đưa cho cựu tổng thống Trump. Tức là nó như thế này nè các bạn. Hiện tại bây giờ cái lịch làm việc của chú Bảy á, nó có giới hạn hơn là tất cả các đời tổng thống vừa qua. Chú Bảy làm việc từ sáng đến chiều chấm hết, không làm việc ban đêm, lên giường ngủ sớm, 7 giờ là phải ngủ, không trả lời điện thoại, không này không kia không nọ hết đó, phải không? Cái này là một cái điều khác biệt trong cái lịch sử của nước Mỹ. Các đời tổng thống thì người ta làm việc cả ngày cả đêm luôn, cho dù nếu có emergency điện thoại bận rộn giữa ban đêm thì người ta cũng bắt luôn. Ví dụ điển hình như là tổng thống Trump đó các bạn thấy không đó, ông Kevin McCarthy này ổng đã dẫn chứng đó là cho dù ban đêm ban ngày gì cứ các bạn gọi là tổng thống Trump sẽ bắt điện thoại, đó là như vậy. Thì trong cái cuộc phỏng vấn vào tối hôm qua, 3 người đứng đầu của đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã coi như lên tiếng công kích những cái chính sách của chú Bảy, và nói là chú Bảy coi như là đã đưa ra những cái chính sách mà không có một cái gì gọi là lợi ích cho người dân Mỹ, lợi ích cho đất nước Mỹ. Và sau đây là những lời phát biểu của 3 người này: chúng ta đang trải qua nhiều cuộc khủng hoảng dưới cái thời tổng thống chú Bảy hiện tại bây giờ, cũng như là chủ tịch bệ lớp xe hiện tại bây giờ. Chúng ta có một cái cuộc khủng hoảng biên giới, chúng ta đang gặp khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng an ninh quốc gia ở Trung Đông. Đảng Cộng hòa sẽ chiến đấu thay cho những người Mỹ đang lo ngại những cái hướng đi mà chính quyền hiện tại bây giờ đang thực hiện. Tức là 3 người lãnh đạo của đảng Cộng hòa đã phát biểu trong cái cuộc phỏng vấn như vậy đó các bạn. Sau vài phút nhanh gọn lẹ buổi sáng ngày Chủ nhật, tôi để chia sẻ với các bạn những cái thông tin nóng nhất, mới nhất, nó vòng quanh nước Mỹ cũng như là nó liên quan tới cuộc sống của chúng ta. Thì tôi để cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu để xem cái video này. Nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích thì các bạn đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ cũng như để lại một cái like, một cái bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Have a good day. Bye bye.